Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mình mới về được con âm ly có model là The Nong VMA 2000 RE. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng The Nong Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng. Series 2000 có tổng cộng 7 đời máy, thì dòng 2000 RE là dòng đời cuối cùng, dòng đời cao nhất, khủng long nhất. Được sản xuất vào năm 2012, kéo dài cho tới năm 2015. Sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 360W. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 80W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 160W, cũng tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bát từ 30cm. Thậm chí 40cm thì dòng The Nong VMA 2000 RE đánh rất tốt. Chất âm của nó tiếng bass rất mạnh mẽ, uy lực, mid chép sáng chi tiết, phù hợp với đa thể loại nhạc. Các bạn có thể nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Các bạn có thể nghe những dòng nhạc hòa tấu ở cao tiết. Các bạn cũng có thể nghe những dòng nhạc trẻ, non-top, remix. Thì dòng 2000 RE này đều đánh rất tốt. Được thiết kế rất bắt mắt, rất sang trọng. Nó bỏ những cái nút bên tay phải, nhìn bên phải sẽ có một cái chữ là Ultra High Current Mode, mode viết tắt là MOSFET. Đây là dòng chạy 4 sòng MOSFET và là mạch bán dẫn dòng cao của hãng The Nong. Nó chịu đòn rất tốt nên các bạn có thể mua về dùng nghe nhạc. Bên cạnh đó các bạn sử dụng như một cái pau để hát ok trong không gian gia đình, lực đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Với kích thước chiều ngang là 43,4cm, cao 18,1cm và hậu sau là 43,5cm. Thì máy này cũng rất nặng nghe các bạn. Con 2000 RE này nặng là 25kg. Đây là dòng cuối cùng trong series 2000 rất nổi tiếng. Rồi, đầy đủ các tinh chỉnh bass, treble, ba lăng và đường power amp red. Máy về bao gồm một sợi dây nguồn zin và một cái khiển zin nhôm. Cái khiển zin các bạn có thể sử dụng tắt máy, mở máy, các bạn thì sử dụng volume lớn nhỏ. Đó, bên cạnh đó là các bạn có thể sử dụng chuyển ngõ Tuner AUX Network, Recorder 2, Recorder 1, Phono và CD, mình đang kết nối ngõ CD. Cái khiển của nó cầm rất chắc tay nha các bạn, khiển nhôm. Rồi, tất cả còn nguyên zin rất đẹp. Rồi mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Đó, nhìn tổng thể mặt sau con này cũng còn rất mới nè các bạn. Các bạn nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy là tất cả rắc rỡ xa, là thứ nhất là nó còn rất vàng nha các bạn. Đó. Rất vàng, rất mới các bạn. Ở đây là cartridge MMC, Phono CD Tuner AUX Network. Đó, không có hiệu cắm rút nghe các bạn. Đó, rất vàng các bạn thấy không? Ở đây tiếp mát. Ở đây là có đường rìa out, đường power arm red. Đường rìa out các bạn thì gắn sub hoặc các bạn sử dụng như một cái rề. Khi các bạn đưa tín hiệu vào đường power arm red thì khi đó đi giống cục đẩy công suất ha. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp, loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đến big wide, tức là các bạn ghép những dòng loa đời mới có hai cầu, cầu trên cầu dưới, thì phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Thông tin là The Nong VMA 2000 RE IC 100V và 360W, số series 0297 đuôi nghe các bạn. Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Ở đây có một IC OLED với total là 360W. Những đầu CD giải mã lọc xì sử dụng điện 100V, các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Tổng thể đít mặt sau các bạn nhìn còn rất mới, rất bóng các bạn. Rồi, dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp nha bạn. Hai bên của nó sẽ thiết kế là hai hồ nhôm rất dày nhằm chống và đạp nghe các bạn. Bên phải cũng vậy. Rồi, sau đây mình mở nội thất cho các bạn xem trước. Nắp của nó mình đã tháo những con ốc, ốc của nó ốc lục giác nghe các bạn. Rồi. Nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy con này sẽ có hai tăng phô nè. Rất đen ha. Đó, rất là khủng luôn. Sườn sắt ở dưới là vàng au rất đẹp luôn. Hai tăng phô rất vàng nha các bạn, còn bụi thôi mình chưa kịp vệ sinh nha các bạn. Đó, hai tụ lọc nguồn sử dụng tụ The Nong nha các bạn. Còn dòng này 71V và 12.000 microfarad. Đây có một tăng phô phụ con cút nguồn cho phần rề và ba cầu chì bảo vệ nguồn.
hai tảng giải nhiệt còn rất mới, tương ứng bao mạch công suất phía phải. Nếu bạn tất cả nguyên sinh bản, bạn nhìn miếng đồng là biết ở trong sẽ có hai sò phía trong khe, và bao mạch công suất phía trái cũng trong khe sẽ có hai sò này các bạn. Tổng cộng máy chạy 4 sò mấy phép. Bao mạch phần rề nằm phía trước nghe bạn, bao mạch tín hiệu đầu vào nằm ở đây, ở đây là bao mạch công suất đầu ra. Tất cả còn nguyên sinh rất đẹp các bạn. Được sản xuất vào năm 2012, kéo dài cho tới 2015 thì là một trong những dòng âm ly đời mới của hãng nha các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc đây volume nha các bạn. Bass nha bạn. Khi các bạn kết nối đường power arm rest đằng sau các bạn ứng vào thì khi đó ly này nó không qua phần rề, nó giống cục đại công suất, nên thông thường các bạn kết nối đường power arm rest này để hát ok lực đánh rất mạnh mẽ. Đường suột direct là các bạn ứng vào là không chỉnh bass trap ba lăng được, nghe mọc nghe các bạn. Rồi rất đẹp các bạn. Rồi dòng Denon PMA 2000 RE mình về tình trạng còn rất đẹp, ở hàng đấu giá về tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Mình xin thông báo đến các bạn, con âm ly có model Denon PMA 2000 RE mình bán với giá rất tốt nghe các bạn, chỉ là 25 triệu đồng mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào thanh toán cốt mình không bao ship. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111 nghe các bạn. Cái khiển của nó các bạn cũng có thể sử dụng cho những đầu CD Denon luôn nghe các bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Chiều bàn giao cho vùng đêm đêm biên giới, theo thái quân anh đấu vẽ lưu trên đời, nghe muôn côn trùng than trong đêm trường sầu thương. Rồi rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc ngắn. Mình xin thông báo lại, con âm ly có model là Denon PMA 2000 RE là dòng đời cuối cùng, dòng đời cao nhất trong series 2000 rất nổi tiếng của hãng Denon. Mình bán với giá rất tốt, chỉ là 25 triệu đồng mình bao ship toàn quốc. Bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào cốt mình không bao ship, dành cho một con âm ly còn rất đẹp, rất mới nha các bạn. Rất cảm ơn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.